Xin chào tất cả các bác. Hôm nay Xưởng Đồ Gỗ muốn đem đến giới thiệu đến các bác những mẫu tượng khổng minh hàng được đục bằng tay, được làm từ chất liệu gỗ cẩm lai. Xa Cát Lượng hay còn được gọi là Khổng Minh, được người đời mệnh danh là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Sau khi ông mất, nước Thục suy vong và ông cũng để lại cho đời sau những lời tiên tri vô cùng chính xác, đó chính là khởi nghĩa Tân Hợi năm 1912. Để tưởng nhớ đến công lao của ông và tài năng thiên bẩm, người đời sau xây dựng tượng để tôn vinh ông, và trong đó thì tượng Khổng Minh được chế tác bằng gỗ không chỉ đẹp tinh xảo mà còn mang rất là nhiều ý nghĩa phong thủy tốt. Gia Cát Lượng là người khai thông trí tuệ, con đường học vấn của Khổng Minh Gia Cát Lượng rất là đồ sộ, nên khi trưng bày tượng có ý nghĩa rất là linh thiêng và cao đẹp, ý nghĩa đối với người có tầm ảnh hưởng lớn đối với xã hội. Tượng gỗ Gia Cát Lượng được làm từ chất liệu gỗ cẩm lai sẽ giúp cho gia chủ tăng cường kiến thức sâu rộng, mở mang trí tuệ và suy nghĩ sắc sảo, sáng tạo hơn rất là nhiều. Việc đặt tượng gỗ Gia Cát Lượng ở trong nhà, người ta còn coi là như có thần trí tuệ ở trong nhà. Về phong thủy thì tượng sẽ giúp mọi thành viên trong gia đình học hành thăng tiến, công việc trở nên thăng hoa và đặc biệt là tăng cường kiến thức, đưa ra một phương án thuyết phục và gặp được nhiều may mắn trong công việc học tập cũng như trong kinh doanh. Và ngoài ra thì theo phong thủy, đặt tượng Khổng Minh tại gia chủ có thể trấn áp khí độc, chống tà ma quỷ dữ, bởi Gia Cát Khổng Minh cũng từng là một người tinh thông ngoại đạo, nâng thêm sự uy nghiêm, chí mạnh cường và khẳng định vị thế cho gia chủ, hóa giải việc xấu. Trưng bày tượng Khổng Minh sẽ giúp cho không gian sống sẽ thêm sang trọng và ấm áp và khai thác được trí tuệ của gia chủ. Một tác phẩm rất đẹp và ý nghĩa phong thủy rất là tốt. Nếu như các bác quan tâm đến 4 mẫu tượng Khổng Minh này, các bác có thể liên hệ qua số Zalo hoặc số hotline của cửa hàng 035 5678 885 hoặc số 0868 688 137 để được bên em tư vấn kích thước và báo giá và hình ảnh chi tiết của từng ông cho các bác nha. Và các bác hãy ấn đăng ký kênh YouTube Xưởng Tượng Gỗ để có thể theo dõi rất là nhiều sản phẩm mới ở bên em. Cảm ơn các bác rất là nhiều, hoặc các bác có thể truy cập website xưởngtuonggo.com để theo dõi và đặt hàng. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác nhớ ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh Xưởng Tượng Gỗ. Cảm ơn các bác rất nhiều.